nằm ở miền Trung Việt Nam, Phú Yên giáp tỉnh Bình Định ở phía Bắc, phía Tây giáp Đắk Lắk và Gia Lai, phía Nam giáp Khánh Hòa, phía Đông giáp Biển Đông. Được xem là một trong những nơi có phong cảnh thiên nhiên, sơn thủy hữu tình, Phú Yên có nhiều thắng cảnh kỳ thú. Sự đa dạng về địa hình, cảnh quan thiên nhiên như núi rừng, đồng bằng, biển đảo, sông hồ, đầm vịnh đã tạo nên ở đây nhiều hệ sinh thái khác nhau có những nét đặc trưng. Từ ga Sài Gòn, chúng tôi đón chuyến tàu SE2 đi ga Tuy Hòa với vé tàu khoang giường nằm. Rất lâu mới được đi tàu hỏa nên ai cũng thích thú. 7:30 tàu bắt đầu lăn bánh rời ga Sài Gòn. SE2 là một trong những tàu thống nhất di chuyển nhanh, chỉ dùng đón khách ở một số ga. Năm giờ 20, tàu đến ga Tuy Hòa. Cả nhóm thức dậy và di chuyển xuống tàu. Trời Tuy Hòa nhiều mây, mọi người có phần lo lắng cho hành trình khám phá Phú Yên trong những ngày tới. Chúng tôi đón taxi về khách sạn Kaya. Đây sẽ là nơi lưu trú của chúng tôi trong những ngày ở Phú Yên. Kaya tọa lạc tại 238 đường Hùng Vương, trung tâm thành phố Tuy Hòa. Khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao với gần 100 phòng ngủ tiện nghi sang trọng, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Từ khách sạn Kaya, chúng tôi có góc nhìn khá đẹp về núi Chóp Chài. Núi có hình dáng như một kim tự tháp khổng lồ nổi lên giữa đồng bằng. Sáng sớm, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, cảnh sắc như chốn tiên bồng. Đồng hành với chúng tôi trong hành trình khám phá Phú Yên là dòng xe mới của Piaggio Liberty ABS. Được trang bị hệ thống chống bó phanh ABS, ngăn cản việc bánh trước bị bó cứng khi phanh gấp hay đường trơn trượt. Các điểm đến của ngày đầu tiên mà chúng tôi đi ở phía Bắc Phú Yên, con đường được thảm nhựa khá rộng. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là bãi xếp thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa 10 km. Khung cảnh đầu tiên chúng tôi thấy là một tràng cỏ rộng mênh mông, cỏ mọc dày, kín nền đất, nhiều loại hoa bé li ti, đủ màu sắc, tô điểm trên nền cỏ xanh. Nhiều cái gai bàn chải mọc thành từng bụi dày như một lớp rào cản tự nhiên ngăn con đường đi đến chân trời. Trái của cây gai bàn chải chín mọng, bóc nhẹ lớp vỏ, ăn trái này có mùi vị thơm, ngọt. Len lỏi chạy qua khỏi hàng rào tự nhiên của cây gai bàn chải, dẫn chúng tôi tiến về phía biển. Đoạn cuối của tràng cỏ là vực sâu sát biển. Bãi xếp còn có một bờ cắt dài chạy quanh biển, nơi đây khá lý tưởng cho hoạt động tắm biển. Từ bãi xếp, chúng tôi dễ dàng nhìn thấy Hòn Yến. Đây là điểm đến tiếp theo của hành trình. Cuối buổi sáng, học sinh bắt đầu tan học. Con đường làng ở xã An Hòa, Tuy An dẫn đến Hòn Yến, học sinh nối đuôi nhau đạp xe đạp về nhà. Ngoài nghề biển, người dân An Hòa còn có nghề nuôi yến. Âm thanh gọi chim yến được phát ra khắp nơi. Hòn Yến là một chóp nón khổng lồ, quay mặt bốn phương, trơ trọi giữa biển. Các mặt là những tầng đá treo leo dựng đứng. Bên cạnh đó là hòn sụn thấp hơn, tất cả tạo nên hình ảnh hoang sơ, khá lý thú. Theo người dân địa phương, ngày xưa, hòn đảo nhô lên giữa biển này từng có rất nhiều chim yến về làm tổ và sinh sống. Nhưng qua thời gian, thời tiết, khí hậu thay đổi, yến không còn nữa. Nơi đây còn sót lại nhiều dấu tích của núi lửa hoạt động hàng ngàn năm về trước. Nhiều lớp nham thạch khô cứng nổi gập ghềnh khắp mặt biển. Những ngày thủy chiều thấp có thể lội gành đến gần hòn yến. Chúng tôi đến đây vào ngày nhiều mây, trời có lúc âm u. Cũng là thời điểm thủy chiều cao nên chỉ có thể nhìn ngắm hòn yến từ xa. Buổi trưa, chúng tôi chạy xe về phía cầu An Hải, bắt ngang cửa đầm Ô Loan chạy ra biển. Đầm Ô Loan là một đầm nước lợ
rộng khoảng 17 km2. Trong đầm có nhiều loại hải sản như cá mú, sò huyết, ghẹ. Chúng tôi nghỉ ngơi và ăn trưa ở nhà hàng nổi trên đầm. Hai giờ chiều, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến gành Đá Đĩa, thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Hai bên con đường dẫn vào gành là nhiều ngôi nhà, hàng rào, con dốc được xếp bằng đá. Hình ảnh hay thấy ở các cao nguyên đá vùng Tây Bắc. Nhà báo nhiếp ảnh gia Dương Thanh Xuân là người hướng dẫn chúng tôi trong hành trình khám phá Phú Yên. Anh là người đầu tiên chụp ảnh gành Đá Đĩa khoảng những năm 1984. Nhìn từ xa, gành Đá Đĩa trông giống một tổ ong thiên tạo khổng lồ, vô cùng hùng vĩ. Dưới nắng vàng rực rỡ, nước biển xanh ngắt vỗ mạnh vào những hòn đá đen xù xì, tạo những bọt sóng trắng toát. Gành Đá Đĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ nối liền nhau, cái nọ nối cái kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng, san sát nhau, chung một màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo, nhưng vẫn chồng chất tầng tầng, trông như chồng bát đĩa, nên có tên gọi là gành Đá Đĩa. Từ gành Đá Đĩa, chúng tôi trở về thành phố Tuy Hòa theo quốc lộ 1A. Trên đường, chúng tôi ghé lại nhà thờ Mằng Lăng. Nhà thờ Mằng Lăng được coi là nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất tại Việt Nam, được xây dựng từ năm 1892. Trong nhà thờ có một khu bảo tàng nhỏ lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên về phép giảng 8 ngày của linh mục Alexander de Rhodes in năm 1651 tại Roma, Ý, cùng câu chuyện về thánh André Phú Yên. Chúng tôi ngắm hoàng hôn ở đập nước Tam Giang. Bầu trời nhiều mây che kín mặt trời, chỉ còn mảng vàng màu chóe in trên mặt đập nước. Buổi tối ở thành phố Tuy Hòa, chúng tôi ăn tối ở một quán ăn bờ kè sông Đà Rằng. Mọi người cùng thưởng thức hải sản Phú Yên, các món về cá ngừ. Mọi người cùng trò chuyện với nhau, tổng kết hành trình ngày thứ nhất khám phá Phú Yên. 4 giờ sáng, chúng tôi thức dậy và bắt đầu hành trình ngày thứ hai khám phá Phú Yên. Điểm đầu tiên là Hải Đăng Đại Lãnh, cách thành phố 35 km về phía nam. Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác Mũi Điện, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. Đây là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển. Chúng tôi đến Đại Lãnh từ lúc rạng đông, bầu trời đầy mây nên không thể thấy rõ mặt trời mọc. Mũi Đại Lãnh là nơi đón mặt trời đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nên không được nhìn thấy mặt trời, ai cũng thấy tiếc nuối. Trời sáng, bãi môn dần hiện rõ bờ cát trắng, sóng biển đánh trắng xóa. Nằm kẹp giữa hai dãy núi, bãi môn có hình cánh cung. Những mô cát nhấp nhô được tạo hình bởi những cơn gió biển. Chúng tôi xuống nhà chú Mười và đường vào bãi môn để uống cà phê và ăn sáng. Không khí ở đây khá mát mẻ và trong lành. Chúng tôi ăn sáng với món cháo gà. Sau khi ăn sáng, chúng tôi bắt đầu leo lên khám phá Hải Đăng Đại Lãnh. Chúng tôi phải dừng xe ở nhà chú Mười. Xe máy của du khách không được chạy lên Hải Đăng. Cây cầu dài bắt ngang con suối. Dưới suối, ngoài đoạn nước chảy lộ thiên, khá nhiều cây cọ mọc tùm che lấp một phần suối. Con đường lên Hải Đăng được thảm bê tông, không quá khó cho việc đi lại. Một bên là núi cao, còn bên là vực sâu, phía dưới là bãi môn. Mỗi bước đi, góc nhìn về phong cảnh bãi môn lại thay đổi. Cảnh sắc hoang sơ làm hút hồn du khách. Nhiều cặp đôi chọn đây làm nơi chụp ảnh cưới. Đi bộ hơn 15 phút, chúng tôi đã đến ngọn Hải Đăng.
đăng mũi đại lãnh được người Pháp xây vào năm 1890, gồm khối nhà cao 5 mét dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng để hải đăng chiếu sáng và điện sinh hoạt cho những người gác ngọn hải đăng này. Tháp đèn hải đăng mũi đại lãnh là một khối hình trụ thon đều màu xám, cao 26,5 mét so với nền nhà và cao 110 mét so với mực nước biển, có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý. Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ 110 bậc. Đi bộ, mồ hôi đầm đìa. Khi leo lên đến vọng gác của ngọn hải đăng, gió biển thổi mát lạnh, cảm giác dễ chịu vô cùng. Từ đây, có thể quan sát bao quát hết mũi đại lãnh. Trong khu vực của hải đăng đại lãnh còn đặt mốc tọa độ cơ sở. Từ hải đăng đại lãnh, chúng tôi đi xuống mũi Rạng Đông, tầm cuối của mũi đại lãnh. Tại đây còn có tấm bia công nhận mũi đại lãnh là điểm cực đông của Việt Nam. Còn có mũi Đôi ở Khánh Hòa. Cả nhóm về nhà chú Mười bằng con đường đi qua bãi Môn, con đường đất lõm chõm đá cuộn, hai bên là hàng dưa tỏa bóng. Bãi Môn với bờ cát thoải dài khoảng 400 mét, nước xanh biếc, từng đợt sóng vỗ vào bờ trắng xóa. Cập bên dãy núi là dòng suối trong vắt, chúng tôi đi ven theo bờ suối này trở về. Rời mũi đại lãnh, chúng tôi tiếp tục đến với Vũng Rô. Đây là một vịnh nhỏ thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, nằm sát ngay rìa dãy núi Đèo Cả. Vịnh là ranh giới tự nhiên trên biển giữa Phú Yên với Khánh Hòa. Cả nhóm chờ thuyền ở bãi Hương để đi ra bè ăn trưa. Có khá nhiều bè cá và tàu đánh bắt cá neo đậu trong vịnh. Nhìn từ xa có thể thấy đảo Hòn Nưa nổi cao giữa biển như một pháo đài. Dịch vụ du lịch ở Vũng Rô khá phát triển. Ở đây có nhiều bè cá làm dịch vụ như những nhà hàng nổi. Các bè cá nổi này cách bờ tầm 5 phút đi thuyền. Nước biển Vũng Rô trong xanh, mặc áo phao bơi lội, thả người trôi bồng bềnh trên mặt nước, cơ thể được thư giãn thoải mái. Chúng tôi ăn mực hấp gừng, cá bóc nướng, kho và nấu ngọt mặn. Thời chiến tranh, Vũng Rô là địa điểm tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử. Ven bờ biển Vũng Rô có nhiều bãi cát vừa và nhỏ, một số bãi đẹp như bãi chùa, bãi bàng, bãi lau. Trong lòng vịnh có nhiều loại tôm cá trú ngụ. Chúng tôi qua Đèo Cả theo đường quốc lộ 1A về lại thành phố Tuy Hòa. Cả nhóm cùng lên khám phá núi Nhạn. Đường lên núi, chúng tôi thấy có khá nhiều hoa vàng trên bãi cỏ xanh mọc ven đường. Đỉnh núi
có tháp Chăm cổ kính được gọi là tháp Nhạn. Tôi trở về Sài Gòn bằng máy bay. Sân bay Tuy Hòa được xây dựng mới khá khang trang. Sân bay tiếp nhận máy bay đến và đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 3 ngày 2 đêm không đủ để chúng tôi khám phá hết Phú Yên. Trở về ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Hẹn gặp lại Phú Yên. Chiếc xe Liberty ABS sau 3 ngày 2 đêm tham quan khám phá Phú Yên, chạy trong thành phố, rồi đến leo lên đèo núi, rằng vẫn còn dư khá nhiều.